Việt Nam sản xuất vũ khí trên tăng T-90. Theo những thông tin được công khai, trên dòng tăng T-90 SSK mà Nga chuyển giao cho Việt Nam được trang bị cả vũ khí do Việt Nam sản xuất. Theo Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga, nước này đã bắt đầu chuyển giao tăng T-90 SSK cho khách hàng Việt Nam. Cơ quan này cho biết kết quả thông qua một loạt các cuộc đàm phán giữa các chuyên gia Nga và Việt Nam, hợp đồng cung cấp xe tăng T-90S và T-90SK đã được ký kết. Hiện nay, các bên đã bắt đầu thực hiện hợp đồng. Được đánh giá là dòng tăng có sức mạnh công thủ toàn diện hàng đầu thế giới. Vì vậy, tăng T-90 của Việt Nam được trang bị những thiết bị và vũ khí cực tối tân. Về sức mạnh hỏa lực, trên cả hai phiên bản T-90 Nga bán cho Việt Nam đều được trang bị vũ khí chính là khẩu pháo đồng trơn 2A46 cỡ 125mm có hệ thống nạp đạn tự động với cơ số 22 viên đạn sẵn sàng. Ngoài các loại đạn tiêu chuẩn, 2A46 có thể bắn, T-90S còn phóng được tên lửa chống tăng AT-11 Sniper qua nòng để tiêu diệt đối phương từ cự ly xa tới 5.000m. Mục tiêu bao gồm cả xe tăng mang giáp phản ứng nổ lẫn trực thăng bay thấp. Đặc biệt, trên các phiên bản tăng T-90 của Việt Nam còn được trang bị tổ hợp súng máy tự động 12,7mm, dòng vũ khí Việt Nam đã sản xuất và thử nghiệm thành công. Vỏ nòng súng được xẻ rãnh để tăng khả năng làm mát và được gắn với một bộ phận giảm giật lớn. Dây đạn của súng được thiết kế khá đặc biệt và cứ 5 hoặc 3 viên đạn xuyên giáp thì gài vào một viên đạn lửa có tác dụng dẫn đường trong xạ kích ban đêm hoặc trong môi trường ánh sáng yếu. Đạn lửa giúp cho xạ thủ quan sát được đường đi của loạt đạn để kịp thời điều chỉnh đường ngắm. Loại đạn này cũng có tác dụng sát thương như đạn xuyên, đạn 12.7mm còn có thể xuyên thép 15mm ở cự ly 500m. Súng sử dụng cơ cấu nạp đạn bằng khí nén, tốc độ bắn 800 viên một phút, sơ tốc đạn 845m/giây, tầm bắn hiệu quả 1,5km khi phòng không và 2km khi tấn công các mục tiêu mặt đất. Cùng với khả năng tự động, súng còn được thiết kế có tay cầm phụ đằng trước giúp cho việc di chuyển súng một cách dễ dàng. Phiên bản thông thường có thể trang bị kính ngắm quang học cho khả năng tác xạ một cách chính xác hơn. Hiện nay, súng được sử dụng trong quân đội gần 50 quốc gia, biến chúng thành một trong những khẩu súng máy hạng nặng phổ biến nhất thế giới. Tại Việt Nam, súng được trang bị trên tàu chiến, phiên bản xe tăng T-54-55 cải tiến và nhiều phương tiện khác. Quý vị và các bạn thân mến, theo Phó Giám đốc FSMTC của Nga Mikhail Petukhov, Nga bắt đầu chuyển giao T-90 cho Việt Nam, trong đó cả phiên bản tăng chỉ huy. Tuyên bố được vị lãnh đạo này đưa ra khi tham dự triển lãm Defense and Security trong lô đầu tiên Nga giao cho khách hàng Việt Nam có đầy đủ cả hai phiên bản T-90S và T-90SK. Ông Petukhov tiết lộ kết quả thông qua một loạt các cuộc đàm phán giữa các chuyên gia Nga và Việt Nam, hợp đồng cung cấp xe tăng T-90S và T-90SK đã được ký kết. Hiện nay các bên đã bắt đầu thực hiện hợp đồng. Trước đó, trong bản báo cáo thường niên vừa được công bố bởi Uran và Gonzavod đã ấn định năm 2017, cần bắt đầu quá trình thực hiện hợp đồng với khách hàng 704 là Việt Nam về việc cung cấp 64 xe tăng T-90S-SK. Được biết, ngay trước khi Nga công khai việc chuyển giao lô xe tăng T-90S-SK cho Việt Nam, các sĩ quan tăng thiết giáp Việt Nam đã được đào tạo trên những chiếc T-90 tại Ấn Độ. Trong chương trình này được thực hiện theo thỏa thuận hợp tác Liên Chính phủ Việt Ấn và Bộ Quốc phòng hai nước, hiện nay Trường Kỹ thuật Tăng thiết giáp Quân đội Ấn Độ đã và đang hỗ trợ đào tạo cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với thành tích học tập đáng nể, các sĩ quan trẻ Việt Nam đã khiến nhà trường rất hài lòng. Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng tướng Hanot vui mừng cho biết, những học viên là sĩ quan trẻ của Quân đội Nhân dân Việt Nam học tập tại trường có kiến thức, thực hành tốt, chỉ huy chiến đấu kiên quyết, đáp ứng được yêu cầu đào tạo. Việc Ấn Độ đào tạo cho Việt Nam các sĩ quan xe tăng thiết giáp không chỉ giúp Việt Nam tiếp cận được với nhiều loại vũ khí trang bị mới hiện đại có thể sẽ được trang bị trong tương lai, mà còn chia sẻ những kinh nghiệm thực tế chiến đấu và kinh nghiệm đảm bảo kỹ thuật. Theo những thông tin được Interfax AVN tiết lộ, trong hai phiên bản T-90 Nga bán cho Việt Nam có cả tăng chỉ huy, cả hai phiên bản Nga bán cho Việt Nam đều sở hữu những tính năng rất ưu việt hơn cả những dòng tăng chủ lực Abrams của Mỹ cũng chịu lép vế. Theo nhận định này, T-90S có nhiều điểm ưu việt khi so sánh với Abrams như trọng lượng nhẹ hơn 10 tấn, độ linh hoạt cao. Đặc biệt, ưu điểm lớn nhất của lô tăng T-90 này là sở hữu hệ thống giáp và phòng vệ nhiều tầng hàng đầu thế giới. Đầu tiên là TSHU-17 Stora 1.
Thế hệ này có tác dụng làm dịu quá trình điều khiển đường ngắm bắn tự động của hệ thống định hướng lắp trên tên lửa chống tăng. Tiếp theo là hệ thống gây nhiễu máy dò laser và thiết bị chỉ thị mục tiêu của kẻ địch thông qua các cảm biến, đèn nhiễu, OTSHU-17 và 12 ống phóng đạn khói. Cùng với hệ thống phòng vệ cực tốt là hệ thống hỏa lực khá ấn tượng của T-90S với vũ khí chính là khẩu pháo nòng trơn 2A46 cỡ 125mm, có hệ thống nạp đạn tự động với cơ số 22 viên đạn sẵn sàng. Ngoài các loại đạn tiêu chuẩn, T-90S còn được phóng tên lửa chống tăng AT-11 Sniper qua nòng để tiêu diệt đối phương từ cự ly xa tới 5.000m, mục tiêu bao gồm cả xe tăng mang giáp phản ứng nổ lẫn trực thăng bay thấp. Để hệ thống phòng vệ và tấn công hoạt động hiệu quả cao nhất trên chiến trường, tăng T-90S được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực với kính ngắm ngày và đêm, thiết bị ổn định và kính ngắm ảnh nhiệt giúp nâng cao khả năng hoạt động vào ban đêm và trong tình trạng thời tiết xấu. Cùng với đó là hệ thống giáp phức hợp Composite đi kèm giáp phản ứng nổ. Tất cả những trang bị tối tân này tạo nên một dòng xe tăng có sức mạnh tấn công và phòng thủ hàng đầu hiện nay, thông tấn Nga nhận định. Muốn tàu sân bay Mỹ tập trung, chiến tranh sắp xảy ra. Nhiều lãnh đạo Mỹ và các chuyên gia độc lập lo ngại trước hành động của Tổng thống Mỹ khi gửi 4 chiếc tàu sân bay đến một địa điểm. Washington đã di chuyển 3 chiếc tàu sân bay đến khu vực bán đảo Triều Tiên. Nhiều chuyên gia quân sự và các quan chức cấp cao đã tuyên bố rằng hành động này vô cùng bất thường và có thể là hành động khẩn cấp cần thiết để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh. Hải quân Hoa Kỳ rất hiếm khi tập trung 3 chiếc tàu sân bay trong một khu vực và dự đoán sự xuất hiện của chúng báo hiệu điều chẳng lành. Mối quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ tiếp tục căng thẳng sau khi các tàu sân bay của Mỹ tới khu vực này và tiến hành các cuộc tập trận hoặc đơn thuần là tới các căn cứ quân sự ở khu vực này. Theo các chuyên gia, hành động này của Tổng thống Mỹ Donald Trump gần như chưa một ai thực hiện và nhiều khả năng ông muốn nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột ở Triều Tiên. Hiện tại trong khu vực này có sự hiện diện của 3 tàu sân bay hải quân Mỹ, bao gồm USS Nimitz, USS Theodore Roosevelt và USS Ronald Reagan. Thậm chí thời gian gần đây có thông tin cho rằng Lầu Năm Góc đang gửi thêm một tàu sân bay khác nhằm hỗ trợ cho các tàu sân bay đang hoạt động trong khu vực. Mục đích của các tàu sân bay tập trung tới khu vực này thực sự không được tiết lộ, tuy nhiên nhìn vào kho vũ khí và trang bị khổng lồ trên các tàu sân bay có thể thấy chúng sẵn sàng cho một cuộc tấn công lớn. Được biết, 3 tàu trên đều thuộc lớp Nimitz, mỗi tàu có 2 lò phản ứng hạt nhân cấp điện cho 4 động cơ thuốc binh hơi nước và các hệ thống khác. Con tàu có thể đạt vận tốc hơn 55 km/h. Trên mỗi tàu gồm 1 phi đội với 9 tổ và 5 loại máy bay, bao gồm 4 tổ các máy bay tiêm kích FA-18 Hornet và Super Hornet, 1 tổ máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeyes và 1 tổ máy bay tác chiến điện tử EA-18G Crawler và một tổ máy bay vận tải C-2A Greyhound. Mối quan hệ căng thẳng liên quan đến vấn đề hạt nhân của Triều Tiên đã khiến tình hình khu vực trở nên phức tạp hơn. Phía Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân, thử nghiệm tên lửa của mình, đồng thời tuyên bố đầy khiêu khích đến Mỹ, Hàn Quốc. Những tuyên bố và hành động từ phía Triều Tiên đã khiến khu vực này trở thành một điểm nóng thực sự và nguy cơ xảy ra xung đột rất cao, và thậm chí cuộc xung đột này có thể kéo theo sự tham gia của các cường quốc hàng đầu thế giới như Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và châm ngòi cuộc chiến tranh thế giới mới. Mỹ điều F-35 đến châu Á trước chuyến công du của Tổng thống Trump. CNN dẫn nguồn tin không quân Mỹ cho biết hai chiếc F-35A đầu tiên trong số 12 chiếc đã đến Okinawa, Nhật Bản vào ngày 30 tháng 10 trong đợt triển khai kéo dài 6 tháng. Đây là lần đầu tiên tiêm kích tàng hình F-35A của không quân Mỹ được triển khai hoạt động ở nước ngoài. Khoảng 300 phi công thuộc phi đội 34 từ căn cứ Hill, bang Utah sẽ cùng các chiến đấu cơ thế hệ 5 đến căn cứ không quân Kadena, Okinawa của Nhật Bản. Victoria Hyde, phát ngôn viên không quân Mỹ cho biết 10 chiếc F-35 còn lại sẽ đến Okinawa vào tuần tới. Trong lần triển khai đầu tiên này của F-35, chứng tỏ rằng cam kết của Mỹ đối với sự ổn định an ninh khu vực. Theo tuyên bố của không quân Mỹ, tướng Terence J. O'Shaughnessy, tư lệnh không quân Mỹ ở Thái Bình Dương nói, F-35A đem lại khả năng chiến đấu kết hợp và tấn công chính xác chưa từng có trước các mối đe dọa hiện tại và tương lai, cũng như là bổ sung thêm cho ưu thế của đội bay chúng tôi. Tiêm kích tấn công kết hợp JSF F-35 là chương trình máy bay chiến đấu đắt nhất, là một trong những vũ khí gây tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử Mỹ. Tiêm kích này được xem là nền tảng bảo vệ Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Thủy quân lục chiến Mỹ đã triển khai F-35B đến căn cứ Iwakuni của Nhật Bản trong một tháng. Việc không quân Mỹ triển khai F-35A đến châu Á
diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến công du của Tổng thống Donald Trump. Tuy vậy, không quân Mỹ cho biết việc triển khai đã được lên kế hoạch từ trước. Trong khi đó, giới phân tích cho rằng việc triển khai F-35A đến Nhật Bản nhằm cảnh báo Triều Tiên về các hành động khiêu khích có thể xảy ra trong quá trình Tổng thống Trump thăm một loạt các nước châu Á. Cuối tuần trước, không quân Mỹ đã điều động máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit đến nhận nhiệm vụ ở Thái Bình Dương. Theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, ba tàu sân bay Mỹ đang có mặt ở vùng biển xung quanh bán đảo Triều Tiên. Giữa tháng 10, Hải quân Mỹ đã điều động tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Michigan ghé thăm cảng Busan, Hàn Quốc. Tàu ngầm này có thể mang theo tới 154 tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk và có thể triển khai biệt kích Navy SEAL dọc bờ biển đối phương. Các nhà phân tích cho rằng các tài sản chiến lược của Mỹ như tàu sân bay, tàu ngầm, tiêm kích tàng hình F-22, F-35 và máy bay ném bom chiến lược B-1, B-2 sẽ đóng vai trò then chốt trong bất kỳ cuộc tấn công nếu có nhắm vào Triều Tiên. Một số khác lại cảnh báo việc triển khai tiêm kích tàng hình đến Nhật Bản có nguy cơ kích động cuộc tấn công từ Bình Nhưỡng vào căn cứ, vì đó là cách duy nhất để Triều Tiên có thể chiến đấu với loại máy bay mà họ không thể theo dõi trên không. Mark Rapp, phát ngôn viên khác của không quân Mỹ nói, mục đích của việc triển khai bất kỳ máy bay nào, đặc biệt là F-35, chứng minh khả năng chiến đấu của không quân ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Theo trang Sina của Trung Quốc, việc tiếp nhận thêm tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 sẽ giúp nâng cao đáng kể sức mạnh cho Hải quân Việt Nam. Tờ báo Trung Quốc cho biết, căn cứ vào lịch trình cập nhật trên trang Marine Traffic, thì tàu vận tải siêu trường siêu trọng Rondopstar chở theo chiến hạm Gepard 3.9 thứ 3 của Hải quân Nhân dân Việt Nam, mang số hiệu tạm thời là 486, đã về tới cảng Cam Ranh. Dự kiến con tàu sẽ sớm được bốc dỡ vào khu neo đậu. Trước đó, Việt Nam đã nhận đủ 6 tàu ngầm diesel điện lớp Kilo 636, được trang bị tên lửa hành trình Club S và 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thuộc lớp, chưa kể số lượng đông đảo tàu tên lửa tấn công nhanh Monia 1241.8 tự đóng trong nước theo giấy phép của Nga, đưa họ trở thành lực lượng rất đáng gờm trong khu vực. Chiếc chiến hạm trên được nhà máy đóng tàu Woki của Zelenodos ký hợp đồng với công ty xuất nhập khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronsport để đóng mới theo đơn đặt hàng của Hải quân Việt Nam vào ngày 15 tháng 2 năm 2013. Cặp chiến hạm trên được hạ thủy lần lượt vào các ngày 28 tháng 4 và 26 tháng 5 năm 2016. Đến tháng 8 năm 2016, chúng được đưa ra Biển Đen để thử nghiệm. Ngày 13 tháng 9 năm 2017, chiếc mang số hiệu 486 được tàu vận tải Rondopstar đưa ra khỏi cảng Novorossiysk và về đến Cam Ranh vào ngày 27 tháng 10. Tàu Gepard có lượng dạng nước tiêu chuẩn 1.930 tấn, lên tới 2.100 tấn khi mang đầy tải. Mặc dù hỏa lực không quá nổi trội, nhưng đó vẫn được trang bị đầy đủ tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không tầm ngắn và ngư lôi sang ngầm. Bên cạnh đó, tàu còn được tích hợp pháo hạm AK-176M cải tiến với nòng dài gấp 59 lần đường kính L=59, có thể dùng để chống lại mục tiêu mặt nước, mặt biển, thậm chí cả phòng không. Phía sau tàu là hai pháo bắn nhanh thuộc hệ thống CIWS AK-630M với cơ số là 4.000 viên đạn. Trên tàu còn có bệ phóng tên lửa phòng không tầm ngắn 4K-33 OSA MA-2 với rai phóng đôi ZIF-122 tương thích tên lửa 9M-33 với cơ số dự trữ 20 quả trong khoang phía dưới. Tên lửa có tầm bắn khoảng 10 km, sử dụng đầu tự dẫn radar thụ động, thời gian thay đổi trạng thái chiến đấu là 20 giây. Có thể thấy rằng thông tin của Sina về vũ khí phòng không của Gepard 3.9 là thiếu chính xác, khi trên tàu chỉ có một mô đun tên lửa, pháo phòng không Palma mang tên lửa 9M-311 Sosna-R. Vũ khí chống ngầm của tàu là cặp ống phóng kép của ngư lôi hạng nặng cỡ 533mm, bố trí mỗi bên đi kèm với hai bệ phóng rocket chống ngầm RBU-6000. Vũ khí này không có trên Gepard 3.9, các loại bom chìm. Ngoài ra, tàu còn có thể mang theo trực thăng K-28 trong khi làm nhiệm vụ. Những điểm kỳ quặc thậm chí khôi hài trong kho vũ khí Nga viện trợ Philippines. Mới đây, lô hàng vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự mà Nga viện trợ cho Philippines đã cập cảng Manila trong sự chào đón nồng nhiệt từ các quan chức cấp cao của các quốc gia Đông Nam Á. Mặc dù vậy, có nhiều ý kiến cho rằng lô vũ khí này tới quá muộn khi cuộc chiến tại thành phố Marawi đã kết thúc, khiến chúng trở nên thừa thãi. Tuy nhiên, đặt trường hợp đến kịp lúc thì cũng chưa chắc những khẩu súng trên đã phát huy đầy đủ tác dụng. Theo giấy tờ khai báo hải quan, lô hàng viện trợ quân sự của Nga gồm có 20 xe tải đa dụng hạng trung Uran 4320 với sức chở 8 tấn, 5.000 khẩu súng trường tấn công AK-74M, 1 triệu viên đạn cỡ 7,62 x 39mm
M43 và 5.000 chiếc mũ sắt SSH-68. Điểm bất thường có thể dễ dàng nhận thấy đó là bản danh sách liệt kê súng AK-74M thì đáng lẽ ra đạn của nó phải cỡ 5,45 x 39mm chứ không phải loại M43 như trên. Và cuối cùng đến khi tiếp nhận thì sự việc đã rõ, 5.000 khẩu AK-74M bị biến hóa thành AKM phiên bản cũ hơn rất nhiều. Việc Nga chuyển cho Philippines súng trường tấn công AKM thật khó hiểu, vì quân đội quốc gia Đông Nam Á này sử dụng cỡ đạn tiêu chuẩn 5,56 x 45mm NATO, nên đáng ra mặt hàng cần thiết phải là biến thể AK-101 tương thích loại đạn trên. Cơ số đạn tặng kèm cũng bị chê rằng quá ít so với nhu cầu, 5.000 khẩu AKM mà chỉ có 1 triệu viên đạn M43, tức là mỗi người lính mang lại súng này chỉ được phát vỏn vẹn 200 viên đạn. Bắn hết đồng nghĩa với vứt súng luôn, vì không có sẵn nguồn tiếp viện, muốn bắn nữa phải đặt mua từ Nga. Chiếc mũ sắt SSH-68 tuổi đời đã 50 năm cũng đang khiến nhiều người cảm thấy tức cười, vì nó vừa nặng vừa bảo vệ kém hơn hẳn loại M88 chất liệu Kevlar mà lính Philippines đang sử dụng đại trà. Ngoài ra, kiểu dáng của SSH-68 cũng rất lỗi mốt nếu đặt cạnh M88. Chẳng rõ tâm trạng của một binh lính Philippines sẽ ra sao khi bị bắt phải đổi chiếc mũ sắt này. Mặt hàng đỡ bôi bắt nhất trong lô viện trợ của Nga có lẽ chính là các xe tải Uran 4320, tuy rằng đây không phải loại khí tài mới và sở hữu tính năng gì nổi bật so với các loại xe tải xuất xứ từ Mỹ mà quân đội Philippines đang sử dụng. Dưới tình hình như trên, nhận định cho rằng Nga đang tranh thủ danh nghĩa viện trợ quân sự cho Philippines nhằm thanh lý bớt đồ cũ tồn kho, tỏ ra không phải là không có căn cứ. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.